Thưa quý vị và các bạn, khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP là chủ trương lớn được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên thực tế, chủ trương này đang được tập trung thực hiện, góp phần quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu cho nông sản đặc trưng, nổi bật của mỗi vùng miền địa phương. Sau đây là ghi nhận tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Nhân Huệ hiện có 3 sản phẩm được chứng nhận OCOP, gồm cà chua, cà rốt, tương bần. Đây đều là những nguyên liệu mang tính đặc trưng của địa phương. Người nông dân đã thành công trong việc chuyển đổi từ lối sản xuất truyền thống sang sản xuất hàng hóa tập trung, có quy trình, quy chuẩn rõ ràng, đưa tiêu chí sạch đặt lên hàng đầu. Sản xuất nhiều hàng hóa tập trung thì từ đó nó mới nâng cao cái giá trị của cái sản phẩm cây trồng lên. Vì nó thực hiện được mục tiêu là chiếm lĩnh được thị trường và xuất khẩu được. Sau khi tham gia và thực hiện chương trình OCOP thì người dân trên địa bàn là đã áp dụng các cái phương thức canh tác cũng như là công nghệ kỹ thuật trong sản xuất, thì sản phẩm của địa phương đã được nhận diện và được nâng cao lên. Đối với lại sản phẩm cà rốt tươi Nhân Huệ thì địa phương đã được cấp mã số vùng trồng. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để sản phẩm của địa phương có thể xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Chương trình OCOP đã khuyến khích hỗ trợ các đối tượng sản xuất ở nông thôn, khai thác tiềm năng về đất đai, sản vật, vùng nguyên liệu, lợi thế so sánh, vai trò của cộng đồng để thúc đẩy tổ chức sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm đặc sản, làm tăng độ nhận diện của địa phương thông qua những sản phẩm này. Nó đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của địa phương, nhưng đồng thời cũng là một cái môi trường để khẳng định được cái vị thế, cái giá trị của thương hiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của Chí Linh. Ngoài việc đáp ứng được các tiêu chí của OCOP, cấp ủy chính quyền địa phương cũng hỗ trợ người dân trong việc kết nối giữa sản xuất với thị trường, khắc phục dần tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún hay phải vất vả tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Khi được công nhận thì chúng tôi có sự hỗ trợ liên quan tới cái việc là tuyên truyền quảng bá sản phẩm của mình thông qua hệ thống bao bì mẫu mã, rồi đặc biệt nữa là cái công tác truyền thông, các cái thông tin thương mại, rồi kết hợp với các cái nhà cung ứng ở thị trường lớn hiện nay. Chính phủ đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu ít nhất có 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có khoảng 400 đến 500 sản phẩm đạt 5 sao. Điều này đặt ra yêu cầu cho các địa phương cần tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của mình, xây dựng được chuỗi sản xuất theo giá trị gia tăng, đảm bảo quy chuẩn, gắn phát triển nông nghiệp với dịch vụ, du lịch để thông qua đó giới thiệu rộng rãi hơn nữa các sản phẩm đến với người tiêu dùng.